Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại với dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em cũng xin giới thiệu tới quý vị khách hàng một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Một lô đất có khả năng sinh lời ngay tại thời điểm hiện tại, cũng như là khả năng thanh khoản cực kỳ tốt ở trong tương lai nha quý vị. Thì cái vị trí của lô đất mà em giới thiệu tới quý vị khách hàng ngày hôm nay cũng được em đánh dấu mũi tên màu đỏ ở trên màn hình cho quý vị khách hàng dễ hình dung. Cái lô đất này so với tổng thể dự án Cát Tường Phú Hưng là nó nằm ở đâu, và xung quanh cái vị trí của lô đất này thì nó có những cái tiện ích gì. Thì cái lô đất mà em giới thiệu tới anh chị ngày hôm nay ấy là một lô đất nằm đối diện với chợ đêm Phú Thiên Kim nha quý vị. Một lô đất mặt tiền chợ luôn, và có bán với một mức giá cực kỳ rẻ, bán giá ngộp mùa dịch nha quý vị khách hàng. Đấy, cái vị trí của lô đất là một lô cực kỳ đẹp luôn, nằm đối diện chợ đêm, một trong những cái phân khu mà đắt giá nhất tại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thời điểm hiện tại nha anh chị. Thì em cũng xin báo cáo với anh chị là cái mạ nền của cái nền này là nền D1, có diện tích là 5 x 19, 95 m², và giá bán tại thời điểm hiện tại là 1.550.000.000 nha quý vị. Và lô đất này thì được bán ở giai đoạn 4 của dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì theo đúng lịch công chứng thì tới tháng 9 năm 2021 là mình sẽ đi công chứng nhận sổ nha quý vị. Và lô đất này thì nằm trên trục đường N6A, có lộ giới là 16 m, và nó nằm sau cái trục đại lộ Danh Nhân, một trong những trục đường đẹp nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng nha quý vị. Và lô đất này là lô đất mặt tiền kinh doanh và bán với một mức giá cực kỳ ngon nha anh chị. Thì cách đây khoảng 2 tháng trước dịch Covid đợt 2 này anh chị này, thì những cái lô mà mặt tiền đối diện với chợ đêm Phú Thiên Kim ấy là giao dịch với một mức giá là 1.660.000.000 nha anh chị. Và đợt đó thì giao dịch rất là nhiều. Nhưng mà đợt này ấy, thì do dịch bệnh cũng như là anh chị khách hàng này thì anh chị kẹt tiền thì anh chị cần bán ra gấp. Và lô đất này là một lô đất sổ hồng sẵn nha anh chị. Và khu vực này thì mình được xây dựng tự do, mình xây cấp 4 hay là mình xây theo ý mình như thế nào cũng được. Khu này thì không phải xây theo mẫu. Và anh chị có thể thấy ấy, lô đất này xung quanh khu vực này thì xây nhà khá là nhiều rồi. Và hầu như những khu vực chợ đêm này anh chị này mà xây nhà lên ấy, là người ta vào kinh doanh luôn. Và anh chị có thể thấy phía bên lốc D4 khu vực chợ đêm ấy là đã có 4 căn nhà xây. Thì những căn nhà này ấy là xây lên là đều kinh doanh được hết nha anh chị. Và có một điều đặc biệt nữa là cái đường N6A nơi lô đất này tọa lạc ấy là nó thông ra cái khu vực, cái đường 20 m ấy, đường mà có cái công viên The Enzo và quỹ đất trường học nha anh chị. Nên là cái đường giao thông nó rất là thoáng và hướng nào mình cũng kinh doanh được. Thì em xin thưa với anh chị là lô đất này là một cái lô đất mà hiếm có và khó tìm, và là một trong những cơ hội đầu tư có 102 tại dự án Cát Tường Phú Hưng nha anh chị. Và chỉ có mùa dịch thì mình mới mua được với một mức giá là 1.550.000.000 thôi. Thì anh chị có thể thấy ấy, thì có những video em đăng lên thì cái chợ đêm Phú Thiên Kim này là buổi tối nó rất là đông đúc và sầm uất nha anh chị. Và kinh doanh ở khu vực này ngày thường ấy là người ta có thể thu nhập được 700.000 đến 800.000 một đêm. Và đối với những ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, Chủ Nhật thì khu vực này người ta bán hàng rong, bán cá viên chiên hay là bán các cửa hàng ăn vặt ấy, thì cũng thu nhập những ngày cuối tuần hay ngày lễ là 1,5 triệu đến 2 triệu một đêm nha anh chị. Đấy, thì anh chị có thể thấy cái chợ đêm của chúng ta có những cái kiosk màu xanh ấy. Ngoài ra còn có những cái kiosk màu trắng mà bên chủ đầu tư người ta mới làm thêm ấy. Thì những cái kiosk màu trắng này là làm thêm 50 căn kiosk và đã cho thuê hết rồi nha anh chị, cho thuê 2 triệu một tháng. Thì khu vực này là cực kỳ sầm uất luôn. Tại sao khu vực chợ đêm này lại rất là sầm uất? Tại vì cái khu vực Dự án của chúng ta thì nó nằm ở giữa 5 cái khu công nghiệp lớn là khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Đồng Xoài 2, Đồng Xoài 3, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú. Nên là lưu lượng công nhân ở những khu công nghiệp rất là nhiều, thì buổi tối người ta thường ra đây vui chơi, hóng gió, check-in cũng như là ăn uống nha anh chị. Thì anh chị nào mà mua được lô đất này, mình có thể cất một cái căn xây tiền chế mình cho thuê cũng được, hay là mình cất lên một căn nhà cấp 4 mình cho các tiểu thương thuê thì nó rất là tuyệt vời nha anh chị. Thì ở những cái khu vực này anh chị này là cho thuê ấy, thì hiện tại có một cái lô mà cho thuê lô góc ấy, là cho thuê là 1 tháng là 18 triệu nha anh chị, cho thuê đất không thôi ấy. Đấy, thì cái tiềm năng của cái chợ đêm này là đang rất là lớn nha anh chị. Thì quý vị khách hàng nào đang xem video này của em mà chốt được cái lô đất này ấy, thì hãy nhanh tay gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974. Em sẽ gửi thêm những cái thông tin về lô đất này cho quý vị anh chị dễ mua và dễ chốt. Và anh chị nào đang xem video này của em mà chưa nhấn đăng ký kênh Nhà đất Phạm Thọ thì anh chị có thể nhấn đăng ký kênh để khi em ra những cái video mới về dự án Cát Tường Phú Hưng hay là có những cái cập nhật mới về cơ sở hạ tầng của dự án, khi em đăng lên thì anh chị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị khách hàng đã xem video này của em và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.